Vâng, thưa các anh chị, cái bài trước mà chúng ta học quy luật cuộc sống mà 6 vòng chuyển hóa tâm ấy chính là cái bài để tầm nhìn mà nó hơi trừu tượng. Và tôi đưa ra cái bài này là quy luật thành công cho con. Vừa rồi là chúng ta hình dung quy luật thành công là đích đến của đời người. Nhưng bây giờ các cháu nó học từ bé học lên thì mình phải xây dựng toàn bộ cái quy luật thành công cho trẻ. Và khó nhất trong giáo dục là triết lý. Vì các anh chị hình dung là bản chất chúng ta đi học một khóa học thì nó không phải là một khóa học, mà ở đó chúng ta đang học một triết lý để vận hành cuộc đời. Cái đó nó gọi là vô hình tướng. Vậy thì cái việc mà chúng ta đến trường nó không phải là một cái, nó chỉ là một phương tiện, nó không phải là mục đích. Vậy cái đích cuối cùng là đến cái trường đấy thì chúng ta học được cái gì? Chứ không phải là tôi đến một cái trường rất đẹp, rất to nhưng tôi không học được cái gì. Vậy cái trường to hay trường đẹp nó chỉ là phương tiện. Và triết lý mà con mình nhận được, cái hình ảnh con mình nhận được sau khi ra khỏi cái trường ấy là cái gì? Điều đấy nó mới là quan trọng. Vậy thì ở đây tôi sẽ make toàn bộ cái giá trị, tôi sẽ xây dựng toàn bộ các cái giá trị trong từng cấp học để các anh chị dễ hình dung. Thì thưa các anh chị, trong con người mình có 3 phần: thân, tâm, tuệ. Nhưng theo Khổng Tử nói thì tu thân tề gia trị quốc bình thiên hạ. Vậy tu thân là gốc, cho nên học mầm non thì ở đây tôi xây dựng 3 cột. Đây là lộ trình gì ạ? Học tập, rèn luyện và trải nghiệm. Còn ở đây là gì ạ? Hệ giá trị, mục tiêu mà đạt được. Vậy thì các cháu được rèn luyện qua các cái cấp, từ mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, phổ thông và học nghề. Thậm chí Tuấn Bách tiến tận giáo sư. Nhưng mà thôi, chia sẻ đến đây thôi. Thì như vậy chúng ta mới hình dung là, vậy thì trẻ con qua mỗi cấp thì chúng phải học được gì? Nhưng mà thường chúng ta thì cha mẹ không để ý chuyện đó. Chúng ta chỉ nghĩ là con mình đã thi lên lớp 2, con mình đã vào được cấp 3, và quên đi mất là mỗi một cấp học cháu nó phải đạt được cái gì chứ. Cái đó mới là quan trọng chứ, đâu phải là cháu nó đã lên lớp. Con người mình cũng vậy chứ, bao nhiêu tuổi không quan trọng, và mỗi một tuổi phải làm được cái gì chứ. Đâu phải là chúng ta mỗi một năm chúng ta thêm một tuổi, có làm gì đâu thì mỗi năm vẫn thêm một tuổi mà. Vậy quan trọng mỗi một tuổi thì chúng ta làm được cái gì chứ, chứ không phải là mỗi một năm là lên một tuổi. Cũng không phải quan trọng là mỗi một năm lên một lớp, mà quan trọng sau mỗi lớp các cháu học được cái gì chứ. Và chúng ta cần quan tâm cái đó. Nhưng phần lớn phụ huynh ở Việt Nam chúng ta quan tâm đến cái gì? Cháu em thì học sinh giỏi, cháu em mới lên lớp, cháu thi vào trường này, đã thi được vào trường kia, nó không quan trọng. Thưa các anh chị, là tôi cũng chia sẻ thật là tôi có 2 cháu, toàn bộ cấp 1, cấp 2 cháu học trường làng đấy. Tôi đâu có cần phải trường quốc tế, quốc theo gì. Cái điều quan trọng nhất là tôi muốn tìm một cái triết lý, và cái nào ở thầy cô giáo dạy được và cái nào còn lại để tôi dạy, để nó hình thành triết lý. Chứ tôi không quan tâm lắm là cái việc là mày đã lên lớp 2 lên lớp 3, bởi vì bây giờ có lưu ban đâu. Kể cả vào đại học bây giờ cũng vậy, vào đại học họ mời mà, gần như có phải thi đâu. Thì thưa các anh chị nè, tu thân thì là hình thành thói quen sinh hoạt tốt. Vậy thì đây mầm non, Bác Hồ bảo là trẻ em như búp trên cành, biết ăn, biết ngủ, biết học hành là ngoan. Vậy chỉ cần hình thành thói quen sinh hoạt tốt thôi, tức là xây dựng đứa trẻ biết kỷ luật. Và muốn vậy thì rèn luyện thói quen sinh hoạt, ăn, ngủ, học tập cho cháu. Không cần học giỏi, chỉ cần biết vào bàn học thôi, đã biết ngồi thì cầm bút học thôi, biết tự xúc ăn thôi, biết giờ đi ngủ thôi, biết cởi cái áo ra vứt vào máy giặt thôi, biết chào, biết hỏi cha mẹ thôi. Những cái thói quen nó gì ạ? Nó rất là căn bản của một đứa trẻ. Nhưng ngày nay họ thi thố với nhau là cái gì? Cháu nhà em biết nói mấy thứ tiếng. Thế nhưng mà gì ạ? Cháu nhà em nó như gà tổ. Cháu nhà em nó vở sạch chữ đẹp. Cháu nhà em nó đã biết viết. Cháu nhà em đã biết viết thư. Nghe rất là kinh khủng. Nhưng mà ném cháu ra ngoài đời thì cháu như gà tổ. Đi gặp các bác không biết chào. Về nhà không biết nói chuyện với bố mẹ. Thì những cái thứ này là thói quen sinh hoạt tốt. Và đến học tiểu học thì cấp này phải đạt được cái gì?
Nó phải hình thành thói quen giao tiếp tốt, tức là hình thành một đứa trẻ tự tin trong giao tiếp. Mà cụ thể ở Việt Nam này gì ạ? Để hình thành một đứa trẻ học sáng, học chiều, học tối, học sáng, học chiều, học tối. Các chị tưởng tượng nếu các chị là thay con đi, các chị đi học như vậy đi, các chị có chịu được không? Quy luật của chúng ta học chỉ có 8 tiếng một ngày, làm việc có 8 tiếng một ngày. Ai đó bắt các chị làm thêm giờ 4 tiếng nữa đi, anh có chịu được không? Mà làm liên tục trong nhiều năm, sao bắt con học nhiều vậy? Vậy để làm được việc này thì ở nhà trường phải giúp các cháu phải học được từ để viết, học được ngữ để nói, học để nghĩa để hiểu bản chất, và học để ý, học được ý để giao tiếp, để ghép vào câu để giao tiếp. Tôi lấy ví dụ, người lớn bây giờ chúng ta thường xuyên nói với nhau là con phải biết ứng xử. Thế nào gọi là ứng xử? Nhưng người lớn ứng xử với trẻ con là gì? Phải làm mình thành trẻ con, gọi là tương ứng đó. Phải biết cách dùng ngôn từ của trẻ con để tương ứng cái đã, để có động tác của trẻ con tương ứng cái đã, thì với gì ạ? Với sở được chứ. Còn anh chị toàn là gì ạ? Áp đặt thôi. Ai bảo đấy là ứng xử với con? Đấy là áp đặt con. Nhưng chúng ta không hiểu từ ứng xử, cho nên chúng ta làm sai mà. Vậy bắt đầu bằng một cuộc giao tiếp là bạn phải học cách ứng xử, thì mới giao tiếp được chứ. Mà muốn vậy bạn phải hiểu được từ ứng xử là gì. Hay là rất nhiều người nói sống phải có tâm, thấy không? Tâm con người toàn tâm bản năng ấy chứ, xong nó trộn với cái ta, nó mới thành cái tâm thật. Vậy tâm nó nằm ở đâu? Tâm nó nằm trên hành, đúng không? Hành động ấy. Tôi yêu bạn, tôi đưa cho bạn chén nước là tốt. Tôi tôn trọng bạn, tôi đưa cho bạn chén nước bằng hai tay. Cái tâm nó nằm trên hành mà, chứ tâm nó không nằm ở bất cứ chỗ nào, không trong óc, không trong tim, không trong đâu cả. Tâm nó nằm trên hành động. Cho nên một người không hiểu từ tâm là gì, nhưng hành động có đức vẫn tốt. Nhưng nếu hiểu được từ tâm thì không bao giờ họ dám nói từ tâm nữa nếu họ để hành động ác. Đấy. Cho nên là phải hiểu được cái những thứ này thì trẻ con nó mới giao tiếp tốt. À, đấy, bắt đầu nó nói cái gì nó tự tin, nắm ai bắt bẻ câu chữ với nó là nó giải thích lại ngay. Và đây là nho giáo. Toàn bộ nho giáo ngày xưa phải ngồi học hết những cái thứ này. Học từng tư một, hiểu từng ngữ một, nói được từng ngữ một, hiểu từng nghĩa một, và nói được từng câu một. Họ phải học kỹ như vậy. Nhưng mà do cái quá trình mà công nghiệp hóa, hiện đại hóa, bắt đầu con người ham danh, ham lợi, quên đi mất cái nền tảng gốc rễ này. Đấy. Tất nhiên là trong quá trình này các cháu nó vẫn học toán bình thường. Nhưng mà cái những cái thứ mà Tuấn chia sẻ này là những thứ trọng số mà mình phải quan tâm. Cho nên nó học hết lớp 1 nó giao tiếp bằng bằng, mà học hết cấp 1 nó giao tiếp bằng bằng mình chứ. Có những đứa trẻ học hết cấp 3 mà nó như gà gô vậy. Tội nghiệp. Xong đến học trung học cơ sở thì bắt đầu nó nhận diện biểu hiện cuộc sống. Tức là đứa trẻ này là giàu trải nghiệm. Vậy thì toàn bộ cấp 2 là gì ạ? Cho đi trải nghiệm, hoạt động trải nghiệm, hoạt động trải nghiệm, hoạt động trải nghiệm. À, buổi cấp 1 thì đã hiểu thế nào là con gà. Bây giờ đi hoạt động nhìn thấy con gà. Cấp 1 đã viết được chữ dân tộc. À, hiểu được nghĩa dân tộc là gì. Thì bây giờ lên miền núi nhìn thấy dân tộc Kinh, dân tộc Tài, dân tộc Nùng. À đấy, tức là nó trải nghiệm mà nó nhìn thấy. Và khi chúng nó đi trải nghiệm như vậy thì rất tuyệt vời. Là khi nó đến cái chỗ văn minh thì nó hiểu gì ạ? Có còn có chỗ văn minh hơn chỗ mình để nó có khát vọng. Ví dụ đi Singapore. Nhưng nó nên viền miền núi để nó hiểu rằng ở có chỗ còn khổ hơn mình, để thấy mình đang hạnh phúc. Như vậy đến chỗ gì cao hơn để có khát vọng, đến chỗ khổ hơn mình để thấy mình còn hạnh phúc. Và đây là thời điểm các cháu đi dã ngoại nhiều nhất. Nhưng phần lớn phụ huynh thì sao? Cháu em nó yếu, năm nó ốm, năm nó say xe, năm nó thế này, nó thế kia, thế là không cho nó đi. Vậy là hại con chứ đâu phải tốt với con. Nhà trường mỗi lần tổ chức đi dã ngoại thì lại làm bầm. Chắc là chỉ tổ chức đi dã ngoại để các cô lấy tiền chia nhau.
Tức là chúng ta không hiểu bản chất là họ đang xây dựng một chương trình để giúp gì cho con mình.